Chào anh em ở trên kênh của mình nha, tất cả anh em ở trên kênh của mình. Cái mà anh em mong chờ nhất đây là cái trong mấy ngày vừa qua đây chính là cái video mà mình đi câu ở suối Hai Ba Vì. Đi câu cùng với cả mấy anh em ở trên kênh. Anh em nhìn cái mặt mình này. Chính xác là nó bị đến hôm nay thì nó bị bỏng rồi anh em nhé. Hôm nay là nó đã bị bỏng mặt và đã lên nước rồi, có chỗ lên nước rồi. Thì qua đây thì Thính Câu Lục cũng xin nói với cả anh em, chia sẻ với anh em một cái thực tâm. Đấy là khi mà đi câu ấy thì nếu mà trời nắng ấy thì anh em cố gắng mặc thật kín và hỗ trợ cho mình những cái mũ, cái nón vành to tốt nhất để cho nó đỡ bị nắng. Thì hôm đấy thì hôm thứ tư đi lên trên Ba Vì câu thì hôm đấy mình bị say nắng, may chưa chết, nói thực sự là may chưa chết. Bởi vì mình câu thì mấy anh em đến nơi thì là khoảng 8 rưỡi thì là ra đến nơi để ném cần. Mình là người lên cá đầu tiên trong mấy anh em, mình lên được hai con rồi thì bắt đầu anh em mới lên. Thì lúc bây giờ cũng bắt đầu rất chi là gắt nắng rồi, thì mình câu được chắc là khoảng đến tầm 11 giờ rồi đấy, thì mình cảm thấy đuối rồi, mình không muốn câu nữa rồi. Và đến khi mà ăn trưa xong ấy thì mình phụ cần. Ăn trưa xong thì nhìn thịt gà, thịt qué thì rất chi là ngon. Anh em nướng gà rồi mang một con cá trôi khoảng tầm 4-5 cân gì đấy mang lên nướng, nhưng mà nhìn thì rất chi là ngon, nhưng mà mình ăn đúng một miếng. Nhưng mà mình ăn đúng có một miếng thôi anh em ạ. Bởi vì không thể nuốt nổi luôn. Mà chân tay nó bùn rùn hết cả da luôn, mắt hoa mày hoa, mặt mày hoa rồi, chân tay bụt rủn hết rồi, mà người ấn vào chỗ nào cũng đau. Thực sự là cái món này hôm nay nó phát ban hết cả người lên này anh em này. Hôm nay nó phát ban hết cả người lên này. Cả người luôn, tất cả người hôm nay nó phát ban hết cả lên. Đấy, còn cái mặt mình thì chín luôn rồi, cái đầu thì không mang mũ, đầu không có tóc. Nên là nó bỏng luôn cả cái đầu. Nên là đầu với mặt nó đỏ như nhau anh em ạ. Nên là thực sự là cái say nắng này nó rất chi là nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong. Khi mình đi ra tiệm thuốc, mình đi qua mình khám ấy, thì người ta bảo là thực sự là rất may nó vẫn còn sống, chứ còn không nếu mà yếu là chết rồi. Mình cũng sợ hôm đấy, sợ lắm đấy, thực sự là mình rất chi là sợ. Câu ở trên hôm buổi đi suối Hai đấy thì thực sự là tất cả anh em được rất chi là nhiều cá. Mình không thể quay phim được, bởi vì ví dụ mình đang nằm thì ngay ở đấy thôi, thì mình cố ngóc dậy thì mình ngồi cầm điện thoại mình quay thôi, chứ còn xa xa một chút thì mình chịu, mình không quay. Bởi vì nó quá mệt rồi, không muốn làm bất cứ một cái gì cả. Gần như kiểu là liệt. Đi lại nó cũng cảm thấy nó khó khăn rồi. Anh em ạ, đến hôm nay mình vẫn chưa làm được cái video nào, bởi vì đến hôm nay nó mới đỡ được. Hôm nay mới cảm giác nó lại người được một chút. Thì hôm đấy lên trên đấy thì nó mắc rất chi là nhiều, thì mình mất cá nhân mình là mất 10 bộ lăng xê tròn bị mắc ở dưới hồ, hai bộ thì bị cá lôi, mắc cá lôi dòng được một lúc thì mắc vào đâu đấy thì bị nổ dây cước, còn 8 bộ thì là bị mắc vào lưới bắt quái mà người ta đánh ở bên ngoài hoặc là cây gì đấy thì mình không rõ lắm, mình nghĩ chắc là lưới bắt quái thì mắc ở bên ngoài. Thì nếu mà thực sự mà hôm đấy mà quay đủ được thì sẽ có cái video hot cực kỳ cho anh em xem luôn. Nhưng mà có một số cái video mà cái lúc mà mình chưa bị say nắng, mình chưa bị cảm nắng đấy, thì mình quay thôi, chứ còn lại cái sau là phập phù hết, mong anh em thông cảm. Thì video nói chung là cũng khá chuyện hấp dẫn, nhưng mà hôm nay thì đỡ một chút, thì mình mới đang thiết kế cái video mình đang làm, thì nó đang trong quá trình render phim. Khi mà chắc là khoảng đến tầm đầu giờ chiều gì đấy thì nó sẽ xong video thôi, thì mình sẽ úp lên cho anh em xem.
Thì câu trên đấy thì rất chi là tốn lăng xê. Thì hôm đấy thì đội mình có bốn anh em đi với cả một bạn nữ nữa. Thì bốn anh em câu thì mất chắc là cũng phải đến tầm trên 20 cái lăng xê, bởi vì cá nhân của mình đã mất 10 cái rồi. Đấy, thì hôm nay thì mình chia sẻ với mỗi anh em thế thôi. Còn thuốc thì mình từ hôm về đến giờ là uống bao nhiêu thuốc rồi, bôi thập cẩm chi khuyên rồi, cái mặt mình nó đã bị rộp nước lên rồi. Anh em biết là cái mức độ nó nắng như thế nào, bởi vì mấy hôm trước là nó mưa nó bão, thế là nước nó thấm xuống đất, xong rồi hôm đấy nó lại nắng cực kỳ gắt. Thế là nắng gắt xuống thì nó hơi nước nó bốc lên, nó đập lên nó ô, bởi vì ô thì là ngay trên đầu thì nó phản xuống, mà có phải là ngồi ô đâu anh em. Thì cứ ngồi một tí xong là ném, xong là dòng cá ném ra ngoài, xong là nó rát quá lại chui vào chỗ dâm. Quá trình đi lại mỗi lần ra bêu nắng ít nhất khi mà được con cá nó phải ít nhất là phải 15-20 phút, còn mất công dòng cá lên anh em ạ. Thế là loanh quanh chính thức là bị say nắng, do hôm đấy là mình quên mình không mang mũ nữa. Nhưng mà hôm đấy mang mũ đi thì chắc là cũng đỡ. Anh em thì lần sau chú ý nhé, mình hôm đấy đi lại quần đùi áo ba lỗ cơ, nên là sợ, thực sự là rất chi là sợ. Đến hôm nay mà đến mà lần sau mà mình đi mà bảo trời nắng mà bảo quần đùi áo cộc, mình không bao giờ mình dám, mình không bao giờ mình dám chơi kiểu ý luôn, hứa danh dự luôn, quần dài áo dài luôn. Quần dài áo dài thì nhìn có vẻ nó nóng lực ấy, nhưng mà nó không nóng đâu anh em ạ, nó mát. Hôm sau đi thì mình chắc chắn từ lần sau trở đi, chứ không phải là hôm sau, từ lần sau trở đi mà đi câu chắc chắn là mình sẽ cẩn thận cực kỳ luôn trong khoản này. Bởi vì sức khỏe câu kéo thì nó cũng là cái thú vui thôi, nhưng mà sức khỏe nó cực kỳ quan trọng anh em ạ. Đây, anh em nhìn này, có rộp hết cả da mặt lên rồi. Anh em nhìn hôm nay có ngu người không? Đấy là mình quay phim, quay video mình bật điện lên nó còn đỡ nhá, nếu mà anh em nhìn ở ngoài nó như một con gà chọi luôn, nhìn như một thằng chết trôi. Anh em nhìn có kinh không? Đó. Không biết là ngày mai mấy anh em đi về Hà Nam đây, không biết là có đỡ chưa để mà đi đây. Nhưng mà theo tình trạng như này thì cũng đi được rồi. Cố thì từ giờ đến tầm bổ đến ngày mai thì chắc là cũng ok. Chỉ là câu ở trên đấy thì giá cả các thứ nào nó cũng khá rẻ. Thì nó là nếu mà so với túi tiền những anh em câu bình dân thì nó cũng khá rẻ, mà cá thì rất chi là to. Đấy, anh em mình đánh nó trôi toàn là tầm 2,5 cân trở lên thôi, 2 cân, 2,5 cân trở lên, nên tầm 400 cân. Thì video thì nó có chính xác là chỉ có 2 cái video của mình mới, cả một cái video của Dũng là quay được gọi là sân sêm một tí thôi. Của Linh, của Tuấn cũng có, nhưng mà anh em thông cảm giúp, bởi vì video nó không quay được nhiều, bởi vì mình sập nguồn anh em, nhưng mà nó sập nguồn thì cho nó nhanh. Thì hôm đấy thì đi khá là vui, nhưng mà đến lúc mà mình bết rồi thì không muốn bất cứ một cái gì cả, kể cả cá nó có ăn hay là đây nó mình không câu nữa, kể cả cá nó mà có ăn thì mình cũng lúc nào nó không còn bất cứ một cảm xúc gì cả. Lúc bây giờ nó chỉ trong đầu nghĩ nó chỉ muốn về nhà thôi, nhưng mà cũng không muốn giục anh em về sớm, thì đến 5 giờ chiều mới về, không muốn giục anh em về sớm. Bởi vì khi mà anh em đã cố gắng tổ chức đến đấy lắm rồi thì tự dưng lại bảo anh em về tôi ốm quá thì nghe nó cũng dở hơi cắm lợn. Nên là nhưng mà lần sau, nếu như mà lần sau mà ai mà bị như mình ý, thì tốt nhất là cũng nên bảo anh em về, chứ không nên cố như mình. Cố như mình nguy hiểm lắm anh em ạ. Thì hôm nay ở Hà Nội thì cửa hàng này mình ngồi chơi có một mình thôi, thì anh em nào chè thì vừa pha chè ngon xong, anh em nào rảnh thì qua đây chơi. Chè rất chi là ngon, vừa pha xong anh em nhé. Mình đang trong tình trạng cá hồi, không biết là mấy hôm nữa thì ổn. Thì chắc là mình áng chừng chắc